có nguyện chiêu chống nóng cho bồ câu. Những ngày nắng nóng vô cùng khắc nghiệt, nhiệt độ lên tới 38 đến 40 độ C. Các hộ chăn nuôi bồ câu cũng đang gặp không ít khó khăn khi thời tiết nắng nóng như hiện nay. Đặc biệt, bồ câu lại là động vật không có tuyến mồ hôi và lại mang trên mình bộ lông quyến rũ, càng làm thân nhiệt thêm gia tăng. Trong bài viết này, xin chia sẻ một số nguyện chiêu giúp hạ nhiệt cho đàn bồ câu vào những ngày nắng nóng. Xin mời bà con chăn nuôi cùng tham khảo. Những dấu hiệu cho thấy bồ câu bị rét nhiệt. Bồ câu không đứng cùng với bầy đàn, tản ra xung quanh. Do bồ câu không có tuyến mồ hôi nên khi bị rét nhiệt nó sẽ há miệng thở và có dấu hiệu mệt mỏi. Bồ câu uống nhiều nước hơn bình thường. Kỹ thuật chống nóng cho bồ câu. 1. Cải thiện chất lượng chuồng trại. Chuồng trại là yếu tố then chốt trong cách chống nóng cho bồ câu. Ngay từ khâu thiết kế chúng ta đã cần phải chú ý đến các yếu tố chống nóng như thiết kế cao giáo, thông thoáng. Chuồng trại nên quay ra hướng đông nam hoặc đông tây để tránh bức xạ mặt trời. Trồng thêm các loại cây xanh xung quanh chuồng trại để tăng độ phủ bóng tâm cho bồ câu. Ví dụ như cây xung quanh chuồng trồng, cây xanh tạo bóng mát. Đối với chuồng trại kín đã có hệ thống làm mát rồi thì cần thường xuyên có người theo dõi, kiểm tra tránh tình trạng hệ thống trục trặc. Chuẩn bị hệ thống máy phát điện để phục vụ chuồng trại trong những dịp cao điểm, mất điện. Đối với chuồng trại hở nên lợp mái ngói, phủ lá cọ hoặc sử dụng thêm các tấm lưới đen che bớt nắng. Ngoài ra bà con cũng nên lắp đặt thêm những hệ thống phun sương làm mát ở trên mái sẽ giúp giảm bớt 3-5 độ trong những ngày nắng. Sử dụng quạt hút gió hoặc thổi gió để đẩy không khí nóng và khí độc như CO2, NH3 ra khỏi chuồng trại. Kiểm soát và duy trì độ ẩm phù hợp trong chuồng trại. Điều chỉnh lớp lót chuồng xuống khoảng 8cm để giảm bớt nhiệt. Trần xốp trên nóc chuồng nuôi, một tấm xốp 1.2 cao 2,4m, dày 5cm có giá khoảng 100.000 đồng. Xốp là vật liệu cách nhiệt cực kỳ tốt. Bà con có điều kiện kinh tế nên làm trần hết hoặc trần một phần. Hiệu quả rất tốt. Chuồng trại có khu vực sân chơi hoặc bóng cây là lợi thế lớn. Tránh vận chuyển bồ câu trong thời gian nắng nóng. Chuồng trại thông thoáng giúp giảm tỷ lệ gà bị nóng. 2. Cải thiện hệ thống cung cấp nước. Ở các trang trại, khu chăn nuôi thì hệ thống nước uống cho bồ câu thường sử dụng tét, bể nước và đặt trên cao ở bên ngoài trời. Vào những ngày nắng nóng thì chính nhiệt độ của nước uống cũng sẽ ảnh hưởng tới vật nuôi. Bà con có thể khắc phục vấn đề này bằng cách sử dụng bạt 2 tét để che tét nước đồng thời bọc phần đường ống tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tăng số lượng máng nước đảm bảo rằng bồ câu không cần phải chen chúc mỗi khi cần uống nước. Chia nhỏ giai đoạn bổ sung uống cho bồ câu để tránh tình trạng bồ câu phải uống nước có nhiệt độ cao suốt cả ngày. Tăng số lượng máng uống nước cho bồ câu quần thể. 3. Điều chỉnh khoảng thời gian ăn của bồ câu. Với bồ câu giòn thì vẫn duy trì chế độ ăn trong cả ngày. Với bồ câu ngoài 60 ngày tuổi tuyệt đối không cho ăn vào các thời điểm nắng nóng. Nên cho bồ câu ăn vào lúc sáng sớm và buổi chiều mát. 4. Chủ động bổ sung dinh dưỡng và sức đề kháng khi nuôi bồ câu mùa nắng nóng. Sử dụng các loại thức ăn chứa nhiều đạm, giảm thức ăn chứa nhiều tinh bột, mỡ, đường. Bổ sung vitamin C, điện giải, đường vào trong nước uống để giúp bồ câu giải nhiệt và tăng sức đề kháng. Bổ sung thêm D, E, L, methionine làm tăng khả năng tiêu hóa thức ăn trong điều kiện nóng. Đối với bồ câu đẻ rất dễ chết vào những ngày nhiệt độ quá cao nên tránh nuôi quá béo bằng cách giảm bớt năng lượng trong khẩu phần, cho ăn thêm rau xanh đối với bồ câu quần thể. Thêm vào nước 0,25% muối sẽ khiến bồ câu uống nước nhiều hơn lại vừa giúp giải nhiệt. Bổ sung vitamin và điện giải giúp bồ câu giải nhiệt. 5. Chủ động phòng chống dịch bệnh. Phun sát trùng chuồng trại định kỳ khoảng 2 lần tuần. Theo dõi thường xuyên để xác định sớm cá thể bị ốm để cho cách ly và điều trị, tránh lây lan. Tiêm phòng đầy đủ. 6. Điều chỉnh mật độ nuôi nhốt. Đối với bồ câu giò, 20-30 con, M2. Bồ câu trên 60 ngày tuổi, 10 con, M2. Với bồ câu sinh sản mật độ nuôi nhốt phù hợp. Bồ câu quần thể, 5 cặp, M2. Bồ câu công nghiệp theo quy định chung, các trang trại điều chỉnh khoảng cách các dải chuồng cho phù hợp. Giảm mật độ nuôi nhốt giúp bồ câu giảm nhiệt. Trên đây là những biện pháp hữu ích khi nuôi bồ câu mùa nắng nóng.
để đạt hiệu quả cao nhất, bà con cần thực hiện đồng bộ nhiều phương pháp chứ không nên quá chú trọng vào vấn đề nào. Chúc bà con luôn thành công. Giống bồ câu Hà Tĩnh, trại bồ câu Anh Dung, thôn Đông Tiến, xóm 8, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại di động 0977006968, 0988800153. Chúng tôi chuyên cung cấp giống bồ câu Pháp, khu gáy, chim chỉ, gà lôi, ngan Pháp, trứng gà ta. Với nhiều năm kinh nghiệm thực tế với tổng đàn hơn 4.000 cặp chim Pháp, 50 cặp khu gáy đang sinh sản. Trung tâm chúng tôi đã lập công ty riêng để bao tiêu đầu ra cho quý vị bà con, thu mua chim bồ câu mọi lứa tuổi. Giống bồ câu Pháp, trung tâm chúng tôi áp dụng khoa học kỹ thuật và sử dụng các bài thuốc dân gian để phòng và chữa bệnh cho trại bồ câu, nên con giống chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng và không dư thừa kháng sinh trong cơ thể và không bị lờn thuốc, và hướng dẫn cách nuôi, phòng, chữa bệnh cho bồ câu để bà con đạt hiệu quả cao nhất trong chăn nuôi. Chúng tôi nhận bao đầu ra cho bà con, thành công của bà con là niềm vui của chúng tôi. Bồ câu chúng tôi đã quen với khí hậu khắc nghiệt của miền Trung nên giống chúng tôi dù bà con nuôi ở đâu cũng thành công. Trung tâm giống chúng tôi có vị trí giao thông thuận tiện cho việc mua bán vận chuyển giống bồ câu Pháp. Trung tâm hoàn toàn đủ đáp ứng con giống phục vụ cho nhu cầu chăn nuôi của các trang trại hoặc các hộ chăn nuôi nhỏ, lẻ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và cả nước. Trung tâm chúng tôi đã có rất nhiều năm kinh nghiệm sản xuất tạo ra các nguồn giống chất lượng cao hàng đầu cả nước được bà con chăn nuôi trên toàn quốc đánh giá cao. Với diện tích rộng hơn 2 hecta gồm nhiều chuồng trại, từ chuồng kín đến chuồng hở, gồm nhiều mô hình đa dạng và phong phú, có đủ các loại giống đã được chọn lọc và nuôi dưỡng cho ra đời các loại giống bồ câu chất lượng cao. Trung tâm chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật chăn nuôi với bà con chăn nuôi ở Hà Tĩnh và trên cả nước. Chúng tôi cam kết giống bồ câu uy tín và chất lượng, giá cả cạnh tranh, giao hàng tận nơi, cung cấp số lượng lớn. Chim bồ câu thịt 4-7 lượng bằng 50.000 một con. Chim bồ câu giống 2 tháng tuổi bằng 200.000 đôi. Chim bồ câu chuẩn bị đẻ 4-8 tháng tuổi bằng 350.000 đôi. Gà giống con tùy theo đơn hàng. Gà choay đã ươm 2-5 lượng 150.000 một kg. Trứng gà ta 5.000 một quả. Ngan Pháp thịt 80.000 một kg. Thịt gà ta 120.000 một kg. Một số giống gà, vịt, ngan nội địa được trung tâm chúng tôi cung cấp như sau: 1. Gà di, 2. Gà đông tảo, 3. Gà hồ, 4. Gà mía, 5. Gà tàu vàng, 6. Gà ác, 7. Gà tre, 8. Gà nòi, 9. Gà đông tảo, 10. Gà lương phượng, 11. Gà sao, 12. Gà ta lai, 13. Ngan Pháp, 14. Vịt trời, 15. Vịt siêu đẻ. Chúng tôi bán buôn bán lẻ lồng nuôi công nghiệp mạ kẽm 2,2 mm, bao gồm máng ăn, máng uống cộng ổ đẻ, giá 180.000 một chuồng, nuôi được 2 cặp, và lồng nuôi chim trống lượng mèo và chuột giá 200.000 một chuồng, nuôi được 2 cặp. Giá trên đây để bà con tham khảo và áp dụng cho từng đơn hàng. Xin cảm ơn bà con đã tin tưởng trung tâm chúng tôi, được phục vụ bà con là niềm hạnh phúc của chúng tôi.